Ok luôn anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Autochess ở trên kênh GameToday. Chuyện này tự nhiên nó lại ra con gấu sớm cho tôi, nên là tôi sẽ thử chút anh em nhé. Mặc dù cái trend gấu ấy nó đã qua lâu rồi. Hiện tại thì cái bộ gấu nó không còn hot như cái thời điểm cách đây khoảng một tháng nữa, khi mà cái con gấu tổ nó đã bị giảm cái sức mạnh đi khá là nhiều. Nhưng mà dù sao tôi vẫn muốn thử vận may, biết đâu đấy nó lại ra gấu. Thực ra là bất cứ con gấu nào mà nó ra ở giai đoạn đầu game nó đều mạnh cả, nên rất là ok. Ôi ơi, gấu Saman à? À, gấu Saman là có thể chơi Saman đấy nhá. Gấu Saman, nếu mà ra gấu Saman là có thể chơi Saman cũng được. Trận này có rớt chơi Mết Saman à? Rồi cứ lấy đồ bắn trưởng đã. Quả hơi bất ngờ vì ra con gấu á. Lúc đầu tôi định chơi Hunter cơ, tôi định chơi Hunter, nhưng mà nó lại ra gấu này thì chắc là mấy cái đồ này tôi sẽ đổi lại thôi. Tôi sẽ rèn lại. Mà cũng chưa biết ở đâu, cứ từ từ đã. Để đây đã, con thỏ lên được 2 sao. Xong rồi lại cho súng cho Skull Hunter thì chúng ta lại quay sang Hunter thôi. Về căn bản cho là có máy bay nữa. Ở trong truyền thuyết của máy bay rất khỏe. Máy bay bây giờ kết hợp với Hunter, kết hợp với Beat đều cực kỳ khỏe luôn. Mà chính cái con máy bay bây giờ nó cũng đang counter meta hiện tại, meta của Witcher đó. Thế em thấy khỏe không? 2 lướt đá lướt qua phát chết hết. Ôi rồi đây rồi anh em ơi. Thế thì khả năng là sẽ là Hunter đấy. Ra 3 Hunter luôn này, 2 Saman. Từ từ đã, như này mạnh hơn. Phải bán một con đi thì mới đủ tiền. Mua cái con Aegis Ranger này thì cần phải có 2 tiền. Round này thắng thì cũng chưa có. Phải bán một con đi. Ok. 3 Hunter không mạnh đâu anh em ạ. 6 Hunter mới mạnh, 3 Hunter thì để như này mạnh hơn. Để như này vừa có đỏ nhá, lại vừa có Saman, vừa có đỏ. Đấy, đồ may quá tôi vẫn giữ những cái món đồ để đánh Hunter, chưa đổi đâu. Vẫn để nguyên cái đồ đánh Hunter thôi. Ui, này ra cáo rồi á, vãi, round 5 ra con cáo ạ. Ra cáo sớm đấy chứ rồi. Con gấu của tôi, à cái con súng của tôi nó bị bớ vào. Thua rồi. Ra cáo thì chịu rồi. Ơ được không? Không được. Ngoài có giáp. Khó lắm. Ơ được không? Không được. Khó. Ơ. Điều thật. Thế mà nó lại được thì đấy. Ê, từ từ nha. Ra gấu assassin. Gấu assassin à? Trận này assassin cũng mạnh nhá. Ôi dồi ôi, vừa bán 2 con assassin thì nó ra. Mà cái trận này nhá, tôi ngó trong cái bảng truyền thuyết assassin cực mạnh luôn. 2 con 5 đô assassin. Có thể chơi 9 assassin anh em ạ. Thôi. Từ từ nhá. Bây giờ tôi sẽ phải làm cái phép là câu gấu bằng wizard đã. Kiếm wizard và câu gấu đã anh em ạ. Khả năng mà nếu mà trận này nhá, chúng ta ra sẵn con gấu assassin này rồi. Bây giờ kẹp wizard vào để kích 4 gấu, câu ra con gấu assassin 2 sao. Sau đó tôi sẽ chơi assassin kết hợp với Kira. Quá tuyệt vời. 9 sin kết hợp với gấu, kết hợp với Kira. À, được đấy. Cực kỳ mạnh luôn. Kira đang mạnh. Đó, kết hợp với assassin. Tôi nhớ là mấy cái hôm trước cũng có người làm yêu cầu là chơi cái bộ này đấy. Bây giờ cũng chưa kịp nhớ ra là ai đã yêu cầu chơi cái bộ assassin kết hợp Kira. Cái hôm mà tôi chơi beat kết hợp Kira là có người bảo là mong rằng là tôi sẽ chơi cái bộ assassin kết hợp Kira. Tôi nhớ là như thế, tôi có đọc comment mà. Đấy, tôi cũng hình như tôi cũng có like cái comment đấy rồi. Đấy, hay là tôi cũng bảo với cả bạn đấy là có cơ hội sẽ chơi, hôm nay chơi. Ok, nếu mà ra là con gấu assassin 2 sao thì quá tuyệt vời luôn. Tí nữa tôi sẽ đổi lấy cái blink này, đổi lấy cái mấy cái món đồ mà chấn ở con gấu này. Kiểu như chấm lan này, Kira, blink các thứ. Được đấy. Nhưng mà hiện tại thì con gấu đá nó vẫn là cái con đang cánh tôi. Mạnh thật sự. Gấu đá 1 sao. Nhưng mà từ nãy giờ vẫn gánh. Khỏe thật. Quả đánh với cả một cái thằng ở cái round 5 đúng không? À round 6. Thằng round 6 con cáo suýt thua. May mà cái quả đấy lại vẫn ăn được, vẫn giữ được chuỗi. Thế khả năng là nếu mà bây giờ mà chỉ cần lổ thêm cho tôi một con gấu đá nữa thôi ấy, là khả năng là đánh chuỗi rồi đấy. 2 con gấu đá. Mà trận này Vàng Thị Lanh mà ra con cáo này không biết có chơi assassin không. Vàng Thị Lanh này khả năng cũng chơi assassin này này. Trận này khả năng sẽ bị tranh bài đấy. Truyền thuyết có 2 con assassin 5 đô và tôi nghĩ là sẽ có nhiều người chọn assassin. Thằng này được eco ngon nhỉ, 30 tiền rồi kìa. 40 tiền ở round 9 á. Không mua gì cả luôn. À, nó lại chơi kiểu là nó không mua cái gì luôn. Tôi sẽ pick thêm mấy cái con assassin vào anh em nhá. Cái bọn assassin này bây giờ nó bỏ ra ngoài hơi nhiều. Đấy nên là rất là khó ra. Nếu mà bỏ cái con dominator ra thì phải ra được cái con mắc lớt ấy. Con mắc lớt tên là gì? Tôi tự nhiên tôi quên tên rồi. Ở trong Dota thì nó gọi là mắc lớt. Còn ở trong cái trò này thì tôi cũng không nhớ tên nó lắm. Thì cái con đấy nó 4 đô nó hơi khó ra. Nó cũng giống như cái con cáo ấy. Nó sẽ khó ra nên là nếu mà để đủ bộ thì sẽ phải pick thêm vào ở ngoài. Chứ còn nếu mà chơi 6 assassin mà không pick thêm ở ngoài thì chúng ta sẽ phải chơi là cái con dominator. Mà dominator thì nó bóp lắm. Nó nhiều khi nó úp lồng xong là bóp cả team luôn. Nên là thôi cứ pick vào đi. Pick con rồng mập này rồi pick con bọ cạp. Các thứ có thêm khống chế đã. Mặc dù nó, cái tỷ lệ nó sẽ ra nó sẽ khó hơn. Đây rồi. Chúng ta có bọ cạp research luôn này. Kira thực ra thì cũng chưa cần sớm. Nhưng mà thôi cứ pick một con đi. Bởi vì đằng nào thì chúng ta cũng vẫn thừa tiền đấy mà. Đây 20 tiền là được rồi. Có gì thay con Kunka vào đánh ở level 7. Đằng nào cũng đang có chuỗi thì tôi sẽ up cấp lên thôi. Bây giờ đánh chắc chỉ dí cấp lên chứ cũng không roll được đâu anh em ạ. Tầm này roll thì nó cũng khó mà có thể lên được 2 sao lắm. Bây giờ chưa cặp không roll nha anh em nhá. Thằng tiếp theo là cũng là một cái thằng chơi eco đấy. Chưa gặp đâu. Tôi mới gặp một thằng eco thôi. Còn một thằng nữa. Nào sau không phải làm gì cả. Đến round 12 chúng ta sẽ up cấp. Ok. Xem nào. Đồ gì chả lấy được cái món gì cả. Ôi random đấy anh em. Tất cả cái đống này cũng chả lấy được cái gì. Ui giời. Thôi thế đổi đồ tím luôn. À đổi đồ xanh dương luôn. Kiếm cái căng tay Kira anh em ạ. Random hả? Giả phát ra Kira luôn. Random ra Kira. Ok. Được đấy. Nhưng mà Kira ra sớm này thì cũng chưa dùng được đâu. Bây giờ cũng chả luốt được ai. Không luốt được ai đâu. Nhưng mà bù lại chúng ta có một cái món đồ mà chấn rồi. Đấy. Chỉ còn thiếu 2 món nữa thôi. Ok. 4 gấu này. À được rồi. Thế thì chắc là up lên 7 thôi. Up lên 7 câu gấu đã. Cho 4 gấu vào nhưng mà bây giờ bỏ cái gì? Bây giờ bỏ assassin hay là bỏ cái con Swordman? Hay là Kira? Kira ngon hơn không? Nếu mà chơi Kira thì chắc là dồn đồ cho gấu tổ thôi. Gấu tổ thôi chứ còn không phải gấu assassin. Gấu tổ này 2 tiền. Thế này thì được có 3 con à, luốt được 3 con thôi. Tất nhiên là tôi sẽ không luốt con gấu đá rồi. Gấu đá không luốt đâu. Thế này cũng được anh em ạ. Tiết kiệm được 1 đồng. tiết kiệm được 1 đồng để chúng ta có thêm 1 đồng ở round này. Mà khả năng mất chuỗi là cao. Sida thật. Ơ, gặp luôn cái thằng Eco này. Thế thì ngon. Vẫn chưa mất chuỗi được. Thế này chỉ lút được 3 con thôi. Lút được 3 con nhưng mà cái con gấu này nó có nhiều máu, nó có 2000 máu cơ. 2100 máu. Khả năng là vẫn đấm được. Gấu này. Bây giờ dí phát lên 8 luôn không? Nhé. Yeah. Dí phát lên 8, nhét thêm con nữa vào. Dí phát lên 8 nhét thêm thì tôi nghĩ là sẽ nhét thêm con gấu vào đó. Thêm tí tăng cơ. Đó. Thế là ở trên bàn cờ nếu mà luốt xong Kira thì chúng ta vẫn còn có 5 con để chơi. 5 đánh với 7 thì cũng được, bởi vì chúng ta có đồ Kira. Ok nhá. Nghĩ thế là cũng hợp lý. Rồi, để xem nào. Thằng này xả hết tiền rồi này. Định ăn tôi đấy. À, định ăn à? Định ăn à? Anh à, căng à? Căng không? Căng không? Căng không? Ăn rồi không? Căng không? Căng không? U. Ê, cẩn thận nhá. Nó vẫn sống kìa. Con rơi vẫn sống. Đấm chết con rơi là ăn. Rồi, rồi, rồi. Rồi, hay quá. Vẫn giữ chuối, hay quá nhờ. Được đấy. Ơ nhưng mà từ nãy giờ vẫn không thêm được con gấu nào ạ. Mấy round rồi vẫn chưa ra thêm con nào. Liệu rằng có phải là gấu assassin không, hay là chúng ta chơi gấu tổ? Gấu tổ thì kết hợp meteorite. Meteorite kết hợp với 6 đỏ. 6 đỏ nhưng mà lại lấy đồ Kira rồi nó hơi phí. Thôi chắc là tôi nghĩ là tôi cũng sẽ cố gắng tôi câu ra cái con gấu assassin bằng được thôi anh em ạ. Chuyện này là phải chơi assassin. Nhìn cái truyền thuyết là cực mạnh luôn. À tôi chết rồi, quên. Bỏ cái con shadow vào nó không nuốt được. Vì con này có 2 tiền thôi. Thế mới chán đấy. Mấy cái con gấu toàn mấy cái con rẻ tiền anh em ạ. Cái con gấu này ngày trước nó là 5 tiền nhưng mà bây giờ nó chỉ có 2 tiền thôi. Thế nên là nó không nuốt được. Chuyện này tôi đang lo lắng là cái con gấu tổ nó sẽ lên được 2 sao trước cái con gấu assassin. Và chúng ta lại phải quay xe sang là đỏ kết hợp với metallic đây này. Và như thế thì cái đồ tôi vừa rèn nó chả có cái ý nghĩa rồi nữa. Đấy mà tôi vừa mới coi như là bỏ qua cái búa xét rồi. Thế nên là lấy cái đồ chấn thì lại bây giờ lại phải trông chờ vào cái việc là lên đồ cam để lấy cái búa xét cam cơ. Đấy chứ còn cái búa xét xanh dương là chúng ta đã rèn đi rồi. Chúng ta đã random. Thế nên là bây giờ nó mất rồi. Không còn lấy lại nữa đâu. Thế là đánh metallic hơi khó. Toàn phục vụ ở đồ cam. Phụ thuộc vào mấy cái đồ kiểu vương miệng với cả búa xét cuối. Thế là tôi vẫn đang hướng tới bộ assassin anh em ạ. Mà kể cả là cái con gấu tổ này nó lên được 2 sao thì tôi nghĩ là tôi vẫn chơi assassin. Ok. Thử xem assassin Kira thì nó mạnh cỡ như nào. Thấy có nhiều anh em thử rồi cũng bảo là mạnh phết đấy anh em ạ. Ok, cái đồ xanh dương bây giờ lấy cái gì? Cáo rồi đây này. Và ra một cái con gấu assassin nữa anh em ạ. Ôi trời ơi. Thế thì nó lại quá là đơn giản luôn. Được đấy. Còn một con nữa thì sớm muộn gì cũng lên 2 sao thôi anh em ạ. Nếu mà không ra được thì có thể nó sẽ là một quả trứng đập cho con gấu assassin. Rồi, không lấy được cái đồ gì đâu, random thôi. Giáp à? Dồn đồ cho bộ cạp này có ngon không nhỉ? Ui rồi ôi, gặp cái thằng 6 bit, đủ 6 bit rồi. Thế thì mất chuỗi. Chịu. Chơi cái bộ Kira này, cái bọn bit nó tích stack vào người nhanh lắm anh em ạ. Bởi vì luốt hết rồi chỉ còn một mình thôi mà, không có những cái con khác nó tăng cho. Đây này. Dí thôi thua, mất chuỗi. Thôi dù sao thì cũng lên được level 8 rồi. Ui dồi ôi, ra được Phantom. Thôi xong, đúng là coi như là chân mệnh thiên tử. Chơi cái bộ Assassin nó là chuẩn bài đấy anh em ạ. Chuẩn rồi, chọn thế là chuẩn rồi đấy. Ok, vậy là đủ 6 Assassin rồi. Nhưng mà bây giờ vẫn muốn câu gấu. Thôi, chấp nhận đánh chuỗi thua một lúc nha anh em nhá. Tôi vẫn muốn cái câu Assassin 2 sao. Chịu khó một tí nữa đi. Bây giờ đang 95 máu còn nhiều mà. Chịu khó chút. Cái tầm này chỉ có thắp hương thôi anh em ạ. Thắp hương cho gấu Assassin ra sớm. Ra sớm thì tôi đỡ mất máu. Ok không? Rồi bộ cạp gánh này anh em này. Nhìn này. Bộ cạp trâu thật sự. 2k6 máu. Có giáp luôn. Giáp giảm sát thương. Rất khỏe. Ôi trời, đây rồi. Quá tuyệt vời anh em ơi. Thôi được rồi, xong rồi. Thế là có đủ bộ rồi. 6 Assassin vào nhỉ. Tầm này 6 Assassin vào luôn hay là đến 6 round 21 đi, tham một tí. Câu thêm con gấu nào hay con gấu đấy đúng không? Tiền bây giờ nó cũng dư giả rồi. Tích thêm một chút. Thêm một chút nữa đi. Ra là con nào hay con đấy mà. Bây giờ ra gấu Assassin rồi thì thôi. Chơi gấu Assassin thôi. Vậy chắc chắn nó sẽ là 9 Assassin đấy. Gặp Feather này. Tôi giờ có đồ Kira rồi. Cũng đủ mạnh rồi. Đấy, 400 đam cơ mà. 488 đam. 3.000 máu. Ơ, quên mất. Nếu mà cái round vừa rồi mà tôi chuyển 6 Assassin vào có khi tôi cắt được cái chuỗi rồi đấy. Nhưng mà không sao, thằng này nó còn mạnh lắm anh em ạ. Thằng này tầm này nó còn đang mạnh. Tôi nghĩ là bọn kia không có đủ cái cơ sở để cắt chuỗi của nó đâu. Không. Chúng ta có thể quay trở lại gặp ở sau round 20. Sau đó cắt chuỗi thằng này sao cũng được. Bọn đấy nó đang không mạnh được để mà có thể cắt chuỗi được cái thằng đó. Nó khó lắm. Bây giờ nó khỏe như thế rồi. Đủ 9 Feather rồi. Ở cái tầm này Feather là chùm anh em ạ. Round 19 này nó là cái giai đoạn mà Feather đang mạnh nhất. Trừ khi là có Saman thôi. Saman mết mới ra mới ăn được. Tầm này không có cái bộ nào ăn được cái bộ Feather hết. Trận này có cả Goblin à. Ơ thằng này chưa Goblin à. Vãi. Mình tưởng chơi Assassin nó chưa Goblin à. Ơ kìa mà Goblin nó ăn được tôi này. Có Kira rồi mà vẫn không ăn thua à nhỉ. Điêu thật. Kira yếu đấy nhỉ. Kira chém mà không mất máu luôn. Trông như kiểu gãi ấy. Mặc dù có Kira đấy nhá. Rồi. Bởi vì cái đội hình này đánh ở level 10 cơ. Thế nên là tôi mấy cái giai đoạn này thì tôi đánh nó cũng nhẹ nhàng thôi anh em. Để mà lên một phát là lên 10 luôn. Chứ còn chơi ở level 9 thì nó vẫn chưa mắc binh được. Đánh 9 Assassin kẹp với Kira là đánh đúng ở level 10 luôn đấy. Tức là nó phải lên được level 10 thì nó mới mạnh. Nó mới gọi là mắc cái sức mạnh của nó. Nó mới mắc binh. Còn nếu mà đánh ở level 9 nó chỉ là 6 Assassin thôi. Thì nó chưa đủ mắc binh được cái bộ này. Ơ kìa, chết rồi, lút kiểu này có toang quái không nhỉ? Ui vãi vớ vẩn toang quái ấy chứ nhỉ? Ê, êu, êu, u, u. Được không, được không, được không, được không? Được không, được không? Ui, mày quá. Luốt hết. Còn có mỗi 3 con nhưng mà nó lại không phải 6 Assassin nên là hơi lo anh em ạ. Vừa lấy đánh 3 Assassin đấy. Đúng 3 con Assassin để đánh cái rau quái 20. Rồi. Tập này thì chuyển 6 Assassin vào thôi. Đánh tạm một vài round sau đó là lên 10 luôn. Chỉ round sau thôi là tôi đủ tiền lên 10 ấy mà. Lên 10 cho 9 Assassin vào thôi. Tạm thời thế này đi. Lấy cái giáp cũng được. Tạm thời lấy cái giáp. Ok. À, thằng này mất chuối này. Ồ vãi, bị cắt chuối ở round 19 á. Không để ý. Bây giờ tôi mới để ý, hóa ra thằng này mất bị cắt chuối rồi. Bây giờ chắc là tôi cũng chưa lên 10 đâu anh em ạ. Cảm giác cái đội hình này nó vẫn giữ được máu. Con assassin này nó vẫn gánh được ấy. Mỗi round mất có chút máu, nếu mà thua thì tôi nghĩ là cũng không cần lên 10 vội cái tầm này. Bởi vì có lên 10 thì cũng đẩy bọn nó cũng không nhiều đâu. Bộ này nó đẩy được có mấy con thôi mà. Thậm chí là đẩy được mỗi con thôi. Bởi vì nó luốt hết rồi. Và pha luốt 4 con rồi. Thì kể cả có clear thì cũng không đẩy được đối thủ nhiều. Nên là nếu mà chúng ta bình tĩnh một chút, chúng ta đợi round 26 lên 10 có khi hợp lý hơn anh em ạ. Giữ tiền đã. Bởi vì thực ra cái đội hình này của tôi ấy, bây giờ nó cũng toàn 1 sao thôi. Nó cũng đang khá là yếu. Hôm nay vẫn chưa có cái gì đảm bảo là đánh ở late game mạnh cả. Nó phải lên được con Sailing 2 sao cơ. Sailing Assassin 2 sao và con cáo lên 2 sao. Con gấu nó chỉ gánh ở cái giai đoạn này thôi. Sau đó test thử cho anh em một vài round để biết cái sức mạnh của 9 Assassin kẹp với gấu nó mạnh cỡ nào. Thậm chí là gặp thằng này thua nhá. Gặp thằng này chưa chắc đã đủ đam để giết nó. Đấy. Ăn được không? Chắc là không ăn được đâu. Lọt một con thôi. Đấy, mỗi round chỉ lọt một con thôi. Máu còn rất nhiều, thoải mái đi. Bộ này giữ máu tốt lắm. Cái con gấu này nó chỉ luốt được những cái con 2 tiền thôi. Đấy. Tổng giá tiền của nó là 4 tiền. Với mỗi cái con 2 đô mà lên 2 sao nó sẽ là 4 đô. Nó sẽ là 4 tiền. Tổng giá trị của nó chỉ luốt được những cái con đấy thôi. Còn những cái con 3 đô thì sẽ không luốt được. Như kiểu con nếu mà bây giờ mà con Shadow lên được 2 sao thì là chịu luôn. Là không luốt được cái con đấy nữa. Ui, trận này có trộm chó này. À nhưng mà cũng hay nhá. Nếu mà trận này có trộm chó mà mình chơi assassin như này thì lại ngon. Con gấu này nó sẽ không bao giờ bị cướp luôn. Nó không bao giờ bị bắt luôn. Được á. Kiếm crit này. Ok. Đồ này bây giờ tôi thiếu cái chém lan nữa thôi. Coi như là đã được tới 50% sức mạnh. À không, 75% sức mạnh rồi. Riêng cái găng tay Kira nó là 50%. Đấy, còn cái bờ linh nó sẽ là 25%. Và cái chém lan nó sẽ là 25% sức mạnh của cái con gấu này. Bây giờ chúng ta đã có được 75% sức mạnh rồi. Còn thiếu 25% từ cái chém lan nữa. Giờ kiếm nốt cái đồ tím vào đao 25 là được. Yên tâm, đồ tím đấy nhá, nếu mà không ra được cái chém lan ấy, lấy cái MKB. Lấy cái gậy như ý để đánh với nhà Feather. Feather này là nó chơi là kẹp với cả con ngựa. À, đánh sáng tạo phết nhỉ. Feather kẹp ngựa để tích đam cho ngựa đấy. Mà tôi chơi, tôi nghĩ là nếu mà chơi bộ fake này nó sẽ không chơi Feather kẹp ngựa ở late game đâu. Mà cái bộ này tôi đang liên tưởng tới là gì? Là nó sẽ chơi ngựa kết hợp với Feather giai đoạn đầu để cho nó đủ mạnh đã, tích đủ đam đã. Sau đó đến cuối game nó sẽ chuyển sang là ngựa kết hợp với assassin này anh em. 9 sin kết hợp với cả ngựa 9 sin pha kè. Cái bộ đấy thì cực kỳ kinh khủng luôn. Khi mà con ngựa nó tích đủ đam thì những cái lượng đam của nó là coi như là nó sẽ bằng cái đam của bọn Kira luôn đấy. Nếu mà nó tích đủ đam và nó sẽ có những cái cú crit đến từ con ngựa, từ 9 assassin. Và nó cũng sẽ tương đương với cái bộ này luôn. Cái bộ mà tôi đang chơi cũng càng đấy. Nếu mà con ngựa mà nó đủ xanh, mà nó tích đủ đam, nó tích khoảng 500 đam thôi là nó đã hơn cái găng tay Kira rồi. Nếu mà nó tích được 500 đam đó, và nó sẽ bỏ được một cái món đồ Kira ra để nó có thể nhét được thêm một cái món đồ cam vào. Cũng kinh ấy. Ui rồi ôi, lại một cái món đồ Kira nữa này anh em này. Thế thì chúng ta thậm chí là có thể kẹp cọc được ở level 10. Không cần cái con Velom nữa. Ok, lên 10 thôi. Được đây nhờ. Tôi cũng đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi. 9 assassin kẹp với cọc. Và có cả Kira luôn. Trời, mắc bình quá nhờ. Rồi bây giờ đổi cái món đồ tím xem nào. Đủ chưa nhỉ? Chưa đủ. À đủ. lấy cái chém lan nữa thôi anh em ạ. Ồ, không có. Xem nào, từ từ đã. Không có mết đúng không? Có mết. Vậy là phải có BKB à? Ok, đánh thế cho nó cẩn thận anh em ạ. Mặc dù thằng mết tôi nghĩ là nó cũng sắp chết rồi, nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng có thể dùng cái BKB này để kháng những cái khống chế, kháng những cái khống chế mạnh. Ok. Tôi thì tôi không muốn cái con cáo này nó luốt thêm con nào nữa, nên tôi xếp như này anh em nhé. Chúng ta luốt nhiều quá, chúng ta không có bài mà chơi. Gặp beat thì vô tư, gặp beat thì vô tư. Gặp beat thì vô tư. Ơ kìa, ơ kìa, đó, thằng có bình minh ấy nhá. Chém một phát con Doom chết luôn ạ. Ôi rồi mạnh thật sự luôn anh em ơi. 23k đam. Con gấu ạ. Không có chém lan đâu. Chưa có chém lan đâu. Hiến tế giờ toàn 1 sao. Khỏe thật sự luôn. Thằng phết nhỉ. Chém đau đấy. Mết vẫn còn. Ở đây có cái nhà beat. Nhà beat chỉ có cái bình minh thôi. Chưa có cái quyển sách. Mà cái bộ này của tôi nó cũng không sợ beat có sách đâu. Bộ này clear nhanh mà. Con gấu nó sẽ làm hết. Rồi, thế bây giờ mạnh rồi thì chỉ tích tiền thôi anh em. Tầm này mạnh rồi thì tích lên 50 tiền rồi roll dần cáo 3 thôi. Dồn đồ cho cáo thôi. Bây giờ nó mạnh rồi thì cũng không cần phải roll hay là làm gì cả. Ơ từ từ. Chưa có cọc à? Ui giời ơi, hóa ra là nhầm. Trời ơi, đấy mà từ nãy giờ tôi mới quên mất đấy. Tôi bỏ cái cọc ở ngoài. Ơ kìa. Mẹ, con đun xuống nó bớ vào con gấu. Mặc dù là gấu này nó không bị trộm chó, nhưng mà nó bị bớ vào. Thế cái bờ linh nó bớ vào, xong nó dùng bình minh nó đập tôi. Mày ăn hộ cái này thì bình minh với chúng tôi. Chính ra là cái BKB nó không giải được cái bình minh anh em ạ. Hóa ra là BKB không giải được. Bình minh là đánh xuyên BKB thì cũng hay phết đấy nhỉ. Bây giờ tôi mới biết. Thế là hóa ra là cái bình minh đấy là có thể khống chế được bất cứ con nào à. Không biết là cái giáp trừ tà là có giải được cái bình minh không nhỉ. Chứ còn BKB mà không giải được thì tôi nghĩ là bình minh nó cũng khá là bá đấy. Đánh stun đến chết. Cái đấy nó cooldown nó 7 giây mà nó stun tới tận 5 giây hay là 4 giây gì đấy. Tức là chỉ còn có khoảng 3 giây để gượng quậy thôi. Trong vòng 3 giây đấy thì nói thật mấy cái con như kiểu con gấu này thì còn ok, chứ mấy cái con như kiểu con cáo thì chắc là trong 3 giây đấy nó cũng chả làm cái gì. Gấu này thì còn nhảy tung trưởng được, còn clear còn tung thêm được 2-3 phát. Cái con gấu này nó có một cái nó mạnh hơn cái con cáo ở chỗ là lúc mà nó tung trưởng ấy thì nó rơi vào cái trạng thái bất tử. Nó sẽ không có cái con nào nó có thể focus được vào cái con gấu. Nhưng mà với cái con cáo thì khác. Con cáo trong lúc nó lăn ấy, nó vẫn bị nhận đam bình thường, nó vẫn bị mục tiêu, nó vẫn bị những cái con ví dụ như là trong lúc nó lăn có thể nó đi xuyên qua người những cái con assassin và bị chém chết, nó là bình thường. Hoặc là đi xuyên qua người những cái con Witcher bị đấm, mà trong khi đấy là còn thậm chí là còn không tăng được mana cơ. Nói chung là mỗi con có một cái sức mạnh riêng. Dê lên được ngựa 3 rồi đây này. Ngựa 3 sao. Ngựa 3 sao nhưng vẫn kẹp Feather. Thực ra nó chơi cái bộ fake thì nó có thể chơi bất cứ cái ấy được. Nó có thể chơi bất cứ một cái line up nào mà nó có thể chuyển được. Đây, gặp rồi này. Ngựa 3 luôn ạ. Vãi đài. Ây à, ui đàm nó to phết đấy anh em ơi. Nó chém gần chết tôi à. Ui nó chém phát mất lửa cây máu luôn ạ. Đàm to đấy. Ui nó hồi máu nhanh đi kia. Ây da, 3 cái MM Được. Thảo nào mà nó hồi máu nhanh đến như thế. Hóa ra là nó ba cái MOM vào mặt. Chém nhanh nữa chứ, chém nhanh thật sự. Thằng đấy không biết là có chuyển sang xin không. Trông càng ấy. Trước này tôi có ý định là sẽ cho cái con gấu bít vào thay cho cái cọc, nhưng mà tôi nghĩ lại rồi. Bây giờ để mà counter vào cái con ngựa nó không có cái bờ linh anh em ạ. Đấy, và đấy nó sẽ là cái may mắn của chúng ta khi mà nó sẽ không bớ được hàng đằng sau. Nên là chúng ta kẹp cái cọc ở phía trên để khống chế cái con ngựa cũng ngon. Cũng được. Tí nữa tôi sợ là nó sẽ chuyển về xin thì cái cọc nó vẫn ngon hơn. Liệu rằng có chém lan ở cái đao này không? Không có luôn. Ui rồi ui, đây là cái món là cũng được đấy nhá. Random cái quả là hơi bị ngon luôn đấy. Đổi cái đồ chống trộm chó đã anh em nhá. Chống trộm chó đã. Để cho cái thằng trộm chó nó đi đã. Thằng đấy là nó cũng khá là nguy hiểm đấy. Chả may mà nó bắt được vào con gấu assassin của tôi là chém một phát là chết hết luôn. Là lọt hết toàn bộ 100% đội hình. Máy bay này, nhưng mà thôi, trận này tôi cũng không có ý định chơi máy bay. Tôi chơi 9 assassin hàng riu. Nếu mà chơi máy bay thì chơi được 6 thôi. 6 assassin. À đâu, máy bay vẫn chơi được 9 sin đấy, quên mất. Được, nhưng mà thôi, tôi vẫn muốn là rồi đồ chơi con gấu assassin hơn để test hơn. Sẽ hẹn anh em vào một cái trận khác chơi cái con máy bay nhá. Máy bay chơi trận khác đây. Trận này tôi vẫn muốn thử cái sức mạnh của con gấu assassin. 9m vẫn còn luôn, thậm chí còn đang có chuỗi luôn kìa. Càng phết nhỉ. Có BKB rồi, có ngán đến 9m được không? Ơ kìa. Tỉnh dậy. Ôi giời ơi, không có hồi máu anh em ạ. Vẫn ăn được. Ơ kìa, hòa. Hòa thì cũng được. Nói chung là không mất máu là được rồi. Dồn đồ cho cáo. Dồn đồ cho cáo. Nếu mà cáo thì sẽ hiến tế được mấy con 4 đô đấy. Phantom Queen lên được 2 sao. Nhưng mà tôi sẽ không lấy quả trứng, tôi đập cho Phantom Queen đâu. Bởi vì chuyện này là có Sailing Assassin. Ok. Như này đi. Đấy. Cáo là nó sẽ hiến tế được những cái con to tiền ngay. Sẽ hiến tế được con to tiền. Còn con gấu nó chỉ hiến tế được mấy cái con 2 tiền đổ xuống thôi. Nên là cái lượng máu và cái lượng đam của nó sẽ bé hơn khi mà sử dụng cái đồ Kira. Có vẻ như cái thằng top 1 chính xác là nó chuyển sang xin đấy anh em ạ. À ui, nó bắt tôi này. Vãi đài, đứng ở đón đầu luôn ạ. Ghê đấy, ghê đấy, ghê đấy, ghê đấy, ghê đấy. Người đấy. Mày bắt ai? Mày bắt ai? Ồ. Sợ thật, con cáo này gây đam nó cũng khá là ok. À, đấy, lại vừa nãy đang nói dở. Con cáo này đánh với cả bộ Feather là nó sẽ khỏe hơn con gấu assassin anh em ạ. Nó chọc cái cú chọt của nó là chắc chắn là trúng khi mà tung skill ấy. Còn cái con gấu là nó chém nó vẫn chém trượt. Thế là đánh với cả Feather thì cũng là chuyển sang cái con cáo cầm đồ nó hợp lý đấy. Sailing Assassin này. Ui, ra máy bay 2 sao rồi đấy mà tôi không mua. Ok, roll thêm đi. Lại cáo. Chín mét này, 9m này thì vô tư rồi. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Được, đam to lắm. 29m sắp đi rồi. Rồi bây giờ mới full 2 sao đấy. Bây giờ đội hình mới full 2 sao. Đây. Có lẽ tôi sẽ rèn đồ. Tôi lấy cái kiếm, cái món đồ cam đầu tiên. Tầm này đồ cam thôi anh em ạ, không cần chém lan nữa. Đồ cam luôn nha anh em nhá. Kiếm cái bất diệt hoặc là cái gươm thần cũng ngon. Đó, ok, không có gươm thần chúng ta lấy bất diệt. Gươm thần là quá ngon, ngon nhất luôn là cái gươm thần đấy. Tròn tôi phát là không có cái cỡ nào mà chịu nổi luôn. 9 xin mà còn cầm gươm thần nữa thì nó phải gọi là tuyệt vời. Tuy nhiên là tôi nghĩ là nếu mà để chọn cái gươm, nếu mà ra cái gươm thần và cái bất diệt ở một round ấy thì tôi vẫn sẽ chọn cái bất diệt trước. Đấy, gươm thần để chọn sau. Tôi không dám chơi gươm thần sớm đâu. Thằng này chuyển sang 6 cá để counter vào mết này. Này đánh nó cũng ghê phết đấy, nhưng mà nó tính sai round rồi. Tính sai round. Ô, mạnh thế nhở? Ây da. Châu phết. 6 cá đi rồi. À quên, 9m đi rồi, 9m đi rồi. Round này hy vọng ra cái chém lan mà không cần phải rèn nữa, rèn đồ nữa. Hy vọng là có thể ra được cái chém lan để tôi pick luôn, không phải đan đầm, không phải gì cả. Đấy, chúng ta sẽ có đủ bộ, đủ đồ. Kinh nhỉ, sang soi mà đi rồi soi gì nữa à. Bây giờ còn thằng Beat thì vô tư rồi nhá. Beat thì không có cái cửa nào đánh được. Kể cả có kẹp cọc thì cũng thế thôi. Con cáo này nó không có sợ cái cọc đâu. Nó kể cả nó bớ vào cái cọc thì khi mà nó đủ mana nó cũng sẽ lăn, nó trọt ra chỗ khác thôi. Nó sẽ không bị trói vào cái cọc như là những cái con như kiểu con ốc hay là con sa đầu. Nó không ngán gì cái cọc đâu. Chưa tính là tôi còn có thêm cả con gấu nữa. Con gấu nó cũng có khả năng clear trong cái bộ beat. Không có chém lan luôn ạ. Gợi như ý 2 cái à. Rồi, random. RO. Ok. Tăng cường khả năng khống chế cũng được. Này có luốt có hơi nhiều không nhỉ? Con ốc này nó sẽ tôi đưa lên 3, sau đó thì có thể con ốc này nó cũng sẽ làm co được đấy anh em ạ. Tôi sẽ cố gắng nuôi lên 3. Shadow hay là ốc đều có thể làm co được. Trong bộ assassin này có rất nhiều con co. Ốc này, shadow, sau đó là đến cáo này, Sailing assassin này, gấu, nhiều lắm. Chơi thoải mái luôn. Con nào lên được 3 sao thì chơi. Đấy. Hiện tại thì 4 đô 2 sao là đang gánh được rồi. Ây à, này sách kinh ấy. Chơi biết ra sách vậy chứ thôi. Con cáo của tôi nó bị vào cọc kìa. Nhưng mà nó lăn được. Nó lăn được. Không có chém lan anh em ạ. Cay thật đấy. Ui mẹ ơi. Không có chém lan. Lan chọc phát lửa. Điêu thật đấy. Ông lăn ra xong ông bờ linh ngược lại. Ông bị đấm chết ạ. Anh em thấy vừa lấy tôi là cái yếu điểm của nó có chuẩn không? Con này trong cái khoảng thời gian lăn là nó rất ngu luôn. Nó không có một cái chút gì phòng bị cả. Nó sẽ bị đấm chết trong cái khoảng thời gian nó bị lăn. Nó lăn. Đấy, trong khi cái con gấu. Nhưng mà nếu mà tí nữa mà gặp thằng này chắc là chuyển đồ cho gấu ăn. Chắc gấu ăn được ạ. Gấu assassin clear được mà. Đợi chút. Chút xíu nữa tôi sẽ đổi đồ. Bây giờ cái 2 tia tôi cũng chưa muốn đổi bởi vì là nó liên quan đến cái đồ của con Sailing. Sailing assassin. Nếu mà Sailing lên được 2 sao thì tôi sẽ dồn đồ cho Sailing. Rồi vậy thằng này nó sẽ chuyển ra là gì? Đây là gì đây? Không rõ, như là xin hay sao ạ? Chuyển sang xin rồi đúng không? À đi rồi. Vậy là chúng ta không phải đánh với cái nhà xin anh em ạ. Không phải đánh với cái nhà xin mà đánh với cái nhà bit. Bít kẹp cọc và căng phết nhờ. Có sách à. Nhưng mà chắc là tôi cũng không sợ đâu nhở. Assassin có bao giờ nó sợ bít đâu. Tôi nghĩ là chắc là vừa lấy nó ăn được. Chả qua là vì con cáo nó chọt ngu thôi. Mà là cáo bớ cọc sớm thôi, chứ còn assassin có bao giờ nó sợ bít đâu. Thử ra. Ui mẹ ơi, nhìn kìa, có sách. Càng phết đồ chấn. Đâu, đâu, ăn kiểu gì? Ăn hộ. Ui, vẫn ăn được à? Ờ không, không, ăn kiểu gì? Ăn kiểu gì? Ăn kiểu gì? Ăn kiểu gì? Ôi giời, rào sau là đi. Không ăn được. Anh em nhìn máu con cáo tôi còn đầy ạc kìa. Cái rau trước đấy là khả năng là cáo bị bớ và sớm, chết sớm. Rồi, con cáo lay nó lên 3 sao thì nói chung là xác định các bạn luôn. Rau cuối rồi, xả hết tiền thôi. Xa đâu lên được 3. Xa đâu lên được 3 à? À, dồn đồ cho xa đâu cũng được. Như này đi. Quá wow, ok luôn. Ơ kìa, con xa đâu đứng đấy bị con gấu nó bớ vào. Ui vào đấy, thua vào đấy. Ui, ui. Sợ thế, gấu bờ linh ở dưới ạ. Căng thế. Ui ui, chết. Không được rồi, chưa ăn dễ thế đâu anh em ạ. Cứ tưởng là ăn được nó ở đâu này rồi, đã phải đâu, có phải đâu. Vãi đái, từ từ nhá, con Sailing Assassin. Nó cũng có một con Sailing Assassin rồi. Nếu mà đối thủ có Sailing Assassin 2 sao nữa thì cũng chưa biết ở đâu. Nhưng mà hiện tại thì tôi nghĩ là nó vẫn sẽ dồn đồ cho gấu thôi. Gấu nó lấy toàn đồ cho gấu mà. Toàn những cái đồ siêu đẻ để cho gấu chơi thôi. RO này, rồi thì sách này, rồi thì máu echo các thứ, chủ yếu lấy đồ cho gấu. Cái round vừa rồi là cái con shadow của tôi nó bị bớ sớm quá. Và tôi cũng kiểu tôi hiến tế, tôi tham quá, tôi hiến tế. Nó chỉ còn có 2 con ở trên bàn cờ thì rất dễ là chết. Gặp beat thì cái lượng stack nó dồn vào người của từng con một ấy thì nó cực kỳ nhanh. Do chúng ta chỉ có 2 con thôi, không có chém lan luôn. Thôi lấy cái bờ linh vậy. Nếu mà chúng ta chỉ có một mình ấy, à chúng ta chỉ có một con ấy, thì cái lượng dồn đam ở đây, cái stack của beat nó sẽ là 10 con dồn vào một con. Chưa tính đến những cái con đệ nó gọi ra nữa. 2 con đệ cộng với 2 con gấu cộng với 4 con gấu vì là RO, thì cái lượng dồn đam stack có lên 1000 đam trong vòng mấy giây, nó là cực kỳ nhanh. Chính vì thế cáo nó không thở nổi. Thế nên round này tôi quyết định tôi để lại 5 con. Con shadow mà nó sống thì là ok. Shadow bị bớ rồi kìa, bị trói kìa. Ui rồi anh em ơi, shadow vẫn còn sống thì tôi nó chết rồi. Shadow cả, ui shadow chém cũng đau luôn mà dù không có đồ đâu, có mỗi 2 cái MM thôi. Quá đơn giản anh em ạ. Rõ ràng là cái bộ chỉ assassin nó không bao giờ nó ngán cái bộ gấu cả. À cái bộ gấu beat cả. Chả qua là gì, chúng ta đang hơi tham quá và cái vấn đề là luốt nhiều Kira để cho nó có đam thôi. Đấy, thả 5 con ra là ngon ngay. Ăn ngay. Bộ này cũng ok đấy chứ nhỉ. 9 assassin kẹp Kira cũng mạnh phết đấy anh em ạ. Mà ban đầu tôi cũng không nghĩ là tôi gặp cái thằng beat cơ. Tôi tưởng tôi sẽ gặp cái thằng assassin fake kẹp với cả con ngựa kìa. Trông căng phết đấy. Ngựa kiểu nó lên 3 sao tích đam nó khá là khỏe. Nhưng mà ai ngờ chúng ta lại solo với beat. Thế thì quá đơn giản rồi. Rồi anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và lấy con thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái con ốc bất tử nó quay trở lại anh em nhá. Ốc kết hợp với Goblin rất là mạnh. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Anh em có biết không, cái bộ Goblin ấy nó cũng counter được vào Witcher đấy. Anh em có thể xem ở clip bên phải anh em nhá. Con máy bay trong cái bộ Goblin nó bắn Witcher như con luôn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!